Nhân chiến sống về, nhân chiến sống về, nhân chiến sống về, để bà giải thích ra. Mẹ mới về. Nè, con gái tôi không tin đó là một mình tôi xông pha để mà cứu cậu khỏi hai tên cướp. Cậu nói đi cho con gái tôi tin cái. Đúng rồi đấy, lúc này ba con dũng cảm lắm. Một mình đánh hai tên cướp, cứu chú luôn. Chú giỏi quá à. Tự nhiên rồi, ba con phải giỏi chứ. Ba chú. Hả? Hay là bây giờ con lên nói là mẹ Kim đừng ghét chú nữa. Ba chú, con còn câu hỏi nha. Hả? Lúc mà chú đánh xong hai tên cướp kia, chú có đưa họ lên đồn công an không? Trời, lúc đó ba đè xuống, ba bẻ tay sau, ba khóa lại. Nhưng ba không đưa lên công an. Có biết tại sao không? Vì ba nghĩ những người mà trộm cướp hay là giật dọc của người ta bần cùng lắm, đường cùng lắm họ mới làm. Bây giờ mình giao công an thì họ không có cơ hội hoàn lương. Mà nha, giao công an nha là bị ở tù luôn á. Rồi họ đi tù về nha, rồi họ ra được. Đó, rồi người ta nhìn người ta kỳ thị, soi mói, người ta khinh bỉ. Bây giờ họ cảm thấy ngại, họ không muốn làm lại cuộc sống, họ không muốn là làm người tốt. Cho nên ba cho họ cơ hội để họ làm được cuộc tốt. Chăm chú phải không chú? Đúng rồi, giống như ba vậy đó. Nhưng mà ba may mắn hơn vì có con gái của ba yêu thương, có vợ ba yêu thương ba. Nè, ba hứa từ đây về sau ba sẽ cố gắng làm một người tốt, làm một người cha tốt. Con có chịu, có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Nè, con có đồng ý không? Ủa sao hai người về chung vậy? À, lúc nãy là anh phải thôi khỏi. Tôi biết vợ tôi mệt rồi. Nè, bây giờ em lên lầu em thay đồ, em tắm cho con đi. Xong để đồ đây, anh làm cơm cho. Anh làm cơm ngon. Ở lại ăn cơm chung vui. À thôi, chắc là tôi xin phép về trước. Về hả? Ừ. Cảm ơn Thắng nhiều nha. Đã đưa Ngọc về tới tận nhà. Không có gì đâu mà. Này bé Hương, chú về nha. Chào cháu. Bye bye. Thôi về đi, để còn nấu cơm nữa. Nâng nai anh chị. Chào. Chào anh.